chào mọi người nha. Rồi, Lê Toàn với cả Chu Nghĩa Tổng Hợp xin chào tất cả đại gia đình. Buổi sáng còn là bình an, sức khỏe dồi dào. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục chuyến hành trình. Hành trình đi ăn gọi là món đặc sản. Mình nói đặc sản thôi nha cả nhà, đây là món ăn huyền thoại của Lê Toàn và Chu Nghĩa. Đấy. Món này anh em rất nhiều anh em thích. Tiếp canh bề bún phở bò. Đấy, lại tiếp tục lên phố huyện cả nhà. Hôm nay có Lê Toàn và Chu Nghĩa Tổng Hợp và chú Đinh Xuân. Đang chờ cho Đinh Xuân đến thì là vào là triển khai. Cái gì? Quán lẩu ở đâu? Ở đây bà chủ bà có cây hoa giấy đẹp thế nhỉ? Cái hoa đẹp thật đấy. Hoa nó bụi nó to. Đây là cây lục vừng. Cái quả này không biết có ăn được không? Nó này nó ra hết hoa rồi cả nhà, xong nó chuyển ra quả này, sai lắm. Nếu quả này mà mọi người xem mà nếu mà ăn được nhá. Nếu mà ăn được là comment để xem Lê Toàn sẽ ra đây rất là ít về ăn. Cái này là cái lá là mình ăn rồi. Ăn cái lá nó chua chua cả nhà. Ừ. Hồi xưa là ăn cái lá này là ăn rồi, nhưng mà cái quả này là mình chưa ăn bao giờ này. Đấy. Chưa ăn bao giờ. Hồng lá thì ăn rồi, hồi bé mình nhớ được ăn rồi. Ông chủ với cả bà chủ đang phục vụ nhỉ. Khách rất chi là đông. Phục vụ phục vụ tối mại, mày tối mại. Đấy, ông chủ ông chào Lê Toàn. Đấy, cái cành để hai dàn. Đấy, chỗ này để hai dàn trong cái tủ này nữa cả nhà. Đấy, mình chỉ có là quay qua cho người ta xem. Đỏ rực rỡ này. Nhìn thấy bát tiết này đã gọi là từng nước miếng nó chảy đến tận đâu rồi. Buổi sáng là tóc cháy bồng. Các anh ấy nhờ chúc sức khỏe nhờ. Chúc anh em sức khỏe nhá. Đấy, buổi sáng an lành. Chén rượu bát tiết bát bún là thôi. Xong là đi làm. Nhưng mà chú Xuân thì chú vừa đi làm đêm về đấy, nghe đầu xù không, anh cứ tưởng là chú cháy bồng. tạo tóc mốt mới. Đây là mấy ông quyền công Việt Nam có một ông dây dỗ xa tiền cầu tôi hơn cân ao cá sạch không cho ăn gì ao cá bình. Ớt yên đầy đủ hết, đầy ớt. Một toàn gần đấy, gọi đấy, đi nhà mình gọi là câu mình mang ớt, mang ớt đầy đủ. Quyền nhà, quyền thân. Chú ăn không? Có, ui, món đấy. Món này thì không thể lệch. Đợt nọ muối nhiều quá mà cũng hôm gọi là ốm nằm ra nó cho hết. Đấy. Hơn 100. Bạn cái ngày á. Còn muối 2 cân. Xong. Chất lượng nước miếng luôn, không phải nói gì. Những thanh ăn tiết canh, những thanh ăn tiết canh thì nhìn thấy gọi là một phát xỉa như này là đúng là nước miếng còn là không kịp hết. Này thì quên mất tiêu. Sợ. Đẳng cấp cũng là vậy, ngon. Mình không phải nâng cao quan điểm quá đâu cả nhà, nhưng mà ăn mất tiết đây cảm thấy rất chất lượng. Ăn nó cay. Ăn luôn cho nó nóng. Luôn đi còn cho nó nóng. Đấy.
Ui giời, nóng luôn. Ngon. Cực cực cực. Gọn nhẹ. Thế này bảo sao Lê Quyền thì ăn 6-7 bát được. Nó ngon cả nhà. Rồi, đi thử với quần không? Ông không nói gì kệ, mà sai. Quần dâu rất là đồ. Thôi, thưa đàn gái, tôi cảm ơn anh buồn. Đấy là ông đã không lúc nào. Cái này là bon. Lúc nào ông đã không? Lúc nào ông đã không? Lúc nào ông đã không? Em ngon. Đến giờ hôm nay, hôm nay thử bát hết miếng đấy cho nhanh, nhanh to quá, to hết, ăn nó gọn, ngọt, dĩu, đấy, đầy đủ gia vị, đầy đủ hết, ăn được chén chén để khác thèm, thật, cứ kiểu như các gì là trêu giữ người khác, ai để biết mình ăn 2-3 bát tiết canh. Càng này còn nó hấp dẫn đấy, tự càng tự xử làm nốt miếng đấy, ngon đấy. Ui giời, nước miếng luôn. Wow, tuyệt vời mặt trời. Được rồi, chuyển sang bát tết này cho nó tập 2 cho nó gọn nhẹ. Với thác tiêu tiếp vào đầy đủ hết tập 2. Mỗi người một tập. Mà chất lượng. Nhìn mắt tiết. Rực rỡ. Quá rực rỡ luôn. Rồi ok đấy, ăn vừa thôi, ăn vừa dạ, vừa măng thôi, không phải chủ quán nó ghét đi ăn măng hết sáng đến hết nọ nọ này, chủ quán nó ghét mà không phải hết ngành chủ quán mới đâu, quán là chùa thế nào. Đến đầu hết đến đấy, đợi chỗ chua, chờ đến lúc chua. Không có nó cái lúc nào nó chua nữa. Dạ. Tự xử. Đấy. Tự xử đấy, cái này đang nào. Khá mất tiết đấy, thì tự mà xử đi. Đấy. Ngon dư dỉu. Sáng đến anh em cứ làm 2-3 bát tiết rồi nhỉ. Cái bát 4 đấy thì mình vẫn nói như vậy là nó là no đến trưa rồi. Đi lao động rồi còn là làm khỏe như trâu. Anh em ổn. Ấm như cái sầm. Ấm như cái sầm, như cái lốp. Nhìn xa trông rộng nó không nhìn thấy. Không chê được vào đâu nhỉ. Cái bát tiết huyền thoại này. Anh em nào nó nghiện cái món này thì nó đùa gì. Nó nghĩ đến tiết canh bê thì thôi rồi. Nó ngọt, nó thơm. Chẹt chép. Làm anh Canamen là, làm anh Canamen là chảy hết cả nước dãi. Đây. Thì người Hà Man này uy tín. Cắt nửa vòng trăng. Ta làm đôi quần cọc. Cực. Về nuôi dân. Ngon thế. Trần ngày nay. Đấy mới là giỏi. Còn là chỉ bốn rồi. Bà hơi to. Bà hơi to. Ăn bốn ăn rè. Trần Hiền chưa. Nhất là hôm nào lâu lâu không ăn cái bát tiết canh bê này có khoảng 2-3 tuần nhảy nó háo vì làm 2 xúc chỉ còn 2 xìa là hết băng, còn có khi không kịp nhai, nó ngọt nó thơm kiểu nó háo cả. Mình cái dân nghiện ăn cái món này nó thế nhỉ.
Ngọt quá. À, nốt miếng đi thôi. Hấp con nhà bà dẫn đấy. Cắt nửa bằng trăng, ta làm đôi con cọc cái bát kia nữa, ok. Gọn nhẹ, vừa, vừa khớp luôn nhỉ. Đấy, bắt đầu tỏi. Cái hành tỏi ớt. Ừ, cái hành tỏi ớt, húng liều ra gì. Đủ hết hương vị. Thôi xe đi. Tôi nghĩ xe xe vào bát đi thôi. Anh em đi. Thích nhá. Phá nốt đi thôi. Đó. Xin mời cả nhà nhá. Xin mời đại diện. Có ơi, cho 3 bát bún luôn nhá. Thôi em còn bún. Thế thì cho 2 bát bún nhá. Vâng, 2 bún. Cho chú Xuân cho xử nốt cái bát kia vừa khớp. Cho chín đi. Hai bò. Ăn ờ đúng 249. Ăn ăn bún dễ hơn. Bún phở có nhưng mình ăn bún dễ hơn. Bún bò. Này. Bún phở bò. Ngon. Đấy. Đình Xuân chơi 3 bát. À bát đang bảo không biết ăn được bún không. Ôi. Cặc. Cặc đi. Ui dồi. Chia đôi nửa bằng trăng. Cặc. Ngọt đấy nhỉ. Mời nhà nhá. Mời mời nhà thưởng thức. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Được. Ui dồi ôi được. Ngon. Đúng là nước miếng thật. Ăn kiểu kiểu review cho cả nhà xem như vậy nó đùa hấp dẫn thế. Lúc nào anh em mà đói thì nhìn thì thôi rồi. Có khi phải đi tìm cái gọi là một tí cay cay để xúc miệng cho nó đỡ nhàn mồm nhà miệng. Xem ăn này phải xem no, đói xem. Đói xem thì thôi. Đấy. Quên quên ớt. Rồi, hào háu háu như thế chứ chỉ quên. Anh nghĩ có cái gần chanh còn chưa vắt. Không, em chanh không ăn. À, không ăn à? Không ăn chanh. Có ăn thì thỉnh thoảng. Tôi nghĩ là bát bún chú Xuân làm hai phát là hết bát rồi. Cặc nốt tiết thôi, cặc nốt đấy, làm chén nữa rồi làm cặc phát cho nó gọn, cho nó bát tiết cho nó gọn nhẹ, làm như là nó gọn, chủ quán nhìn thấy nó còn lần sau còn còn vui vui vẻ. Nên Toàn và chú Nghĩa ra cái quán này rất nhiều lần rồi nhỉ. Cả Đình Xuân nữa, ăn bát tiết mới bát bún và bò ở đây thì nói chung mình đi rất nhiều nơi rồi. Nhưng mà ăn đây cảm giác ấy, cả nhà gọi là cái cảm giác nó rất ngon và nó lạ. Cũng là tiết canh, cũng là bún thôi nhưng mà mỗi chỗ nó một cái hương vị, một cái khẩu vị khác nhau. À, cái, khác nhau, nó ngon. Tiết canh nó ngon kiểu khác. Tiết canh với bún. Rồi. Tiết canh cạnh bún. Tiết canh cạnh bún thì hết đi. Đấy, cạnh bún là phải hết. Xong là về đi ngủ, Xuân làm đêm về đi ngủ. Cực luôn. Cực. Đến tối. Đến tối, hôm nay được ngày nghỉ, chú nói tối. Quý. Ai bảo nghỉ. Cách hành cỡ thôi. Rồi. Anh mời các bạn nha. Xin mời. Ôi dồi kìa. Ôi dồi, đòn phá xong. Gọn. Gọn nhẹ luôn. Được, chất lượng đấy. Thế con bún này, để anh gọi. Không. Đấy, không ăn được bún. Ba bát này, nghe con nửng bụng sao. Thôi, còn bún để bận sau, quan trọng thì ăn từ đầu ăn không ép, nhiều khi no quá là đi ngủ tức bụng. Chú làm đêm cả nhà nên là về làm 3 tiết gọi cho anh em ngồi cho vui. Ừ, nói tối. Đấy. Thì em triển khai bún gần hết. Thôi video anh em chia sẻ cho cả nhà xem đấy, nó có cái bát bát tiết canh bê bún phở bò đấy là quay nó có thời lượng cả nhà. Đấy là buổi sáng ăn lành bình dân, chúc anh em sức khỏe dồi dào, chúc đại gia đình gọi là nhiều sức khỏe để có nhiều năng lượng để vào công việc chính. Mọi người thấy hay cho chú Nghĩa tổng hợp một đăng ký một like nhá, đấy ủng hộ cho cả Lê Toàn nữa. Xin chào tất cả đại gia đình.
bạn sang clip tiếp theo. Rồi, thank you mọi người.